thủ trời nắng phơi rơm cho thịt khô mới được. Rơm khô chưa bạn? Rơm thịt khô rồi, lát nữa đem nhúng nước vô là ủ ấm được rồi. Hay, mệt quá, sáng giờ ráng làm mà chưa ăn gì hết á. Mình có mang bánh qua, bạn nghỉ tay ăn đi. Chào em nấm rơm, tính qua đây xin một ít nấm rơm nè. Ủa, cái em vua bằng kim ở đây luôn hả? Hay em đang tính làm gì vậy? Em qua phụ bạn nấm rơm ủ nấm, để em hái nấm rơm cho anh Quỳnh Đông. Khó chịu quá, không biết sao mình ở lên toàn mùi chua. Ủa, em bị sao vậy nấm rơm? Sao nhìn em xanh xao mệt mỏi vậy? Em bị ở chua, bụng em trướng lên cứ đau ầm ĩ. Bạn nấm rơm lo làm, cứ bỏ bữa ăn hoài đó anh Quỳnh Đông. À, rồi rồi bây giờ bình tĩnh nha, em hít thở sâu vô. Vô Hoàng Kim, em đưa nấm rơm vô trong nhà nghỉ ngơi đi. Để anh gọi cho Dr. Khỏe, nhờ Dr. Khỏe qua đây khám liền cho bạn. Em làm vậy là đúng rồi đó. Nhỏ vài giọt dầu nóng vô lòng bàn tay, rồi xoa cái vùng bụng á, theo chiều kim đồng hồ. Như vậy á, nó sẽ giúp tuần hoàn máu và giảm đi các cơn đau của mình rất là nhiều. Bạn nấm rơm uống nước ấm cho đỡ ở chua nè. Nhớ uống từng ngụm nhỏ thôi nha em. Em đỡ đau chưa? Dạ, em thấy đỡ đau rồi. Nấm rơm, con đau ở đâu nè? Dạ, con đau quặn quanh rốn. Con bị buồn nôn, ở chua và ăn không ngon đó Dr. Khỏe. Nấm rơm, con có triệu chứng đau dạ dày rồi đó. Vậy bây giờ mình có cách nào để giúp cho nấm rơm không Dr. Khỏe? Nấm rơm nên đến phòng khám chuyên khoa tiêu hóa để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời nha. Dạ, con nhớ rồi. Chế độ dinh dưỡng nhiều trái cây tươi và rau xanh, các loại rau họ đậu có thể hỗ trợ hồi phục tổn thương dạ dày. Dr. Khỏe ơi, con đã rửa sạch, gọt vỏ bỏ hạt, cắt nhỏ dưa hoàng kim rồi ạ. Kết hợp dưa hoàng kim và sữa chua, cải thiện hệ tiêu hóa, bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày khỏi các vi khuẩn gây hại. Cho dưa hoàng kim và sữa chua vào cối xay nhuyễn là dùng được, cách làm rất là nhanh và đơn giản. Đúng rồi, nấm rơm, em mau mau dùng sinh tố dưa hoàng kim, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, lại cải thiện được cơn đau dạ dày của em nữa. Trong em giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, làm giảm axit trong dạ dày, giảm đau. Ngon ngọt béo thơm, em thấy đỡ hơn rồi. Mỗi ngày dùng dưa hoàng kim khoảng 300 đến 500 gram, nên kết hợp dưa hoàng kim cùng các loại trái cây khác làm thành món salad trái cây, sinh tố, bánh ngọt. Không ăn nhiều trước khi ngủ sẽ dễ gây tiểu đêm, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cách chọn dưa ngon, nên chọn trái có vỏ nhẵn, trái dưa hoàng kim chín, cuốn rụng tự nhiên, có mùi thơm, mọng nước, rất giòn ngọt, không mềm. Với lại em cũng phải nhớ nha, để cải thiện và tránh cái tình trạng bị đau dạ dày á, đầu tiên em là phải ăn đúng bữa nè, hoặc là chia nhỏ ra từng bữa, ăn chậm, nhai thiệt kỹ, tránh các đồ ăn mà nhiều dầu mỡ nè, nóng quá, cay quá hoặc là có nhiều chất axit nữa. Chứ quan trọng hơn nữa là cái gì biết không? Phải để cho đầu óc thiệt thư giãn, thoải mái, tập thể dục thường xuyên lên nghe. Nếu các triệu chứng không cải thiện, nấm rơm cần đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên sâu với bác sĩ nha. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Với thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại ở chương trình. Tạm biệt. Bye bye khán giả. Bye bye.